Ronaldo cuối cùng đã lôi Real Madrid lên chân top của anh. Một màn phốt đội bóng cũ mà tất cả chờ đợi xem anh đã nói gì. Và đây là những gì Ronaldo đã phốt về đội bóng anh từng yêu và vẫn luôn yêu. Trong video mới nhất trên kênh YouTube cá nhân You Are Cristiano, Ronaldo không chỉ thu hút sự chú ý với những câu chuyện đằng sau cánh gà mà còn khiến mọi người dõi theo từng lời anh nói về Real Madrid, câu lạc bộ đã làm nên tên tuổi của anh và nơi anh đã để lại những kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng điều đặc biệt ở đây không phải là những chỉ trích hay những phốt nặng nề mà là những chia sẻ chân thành từ trái tim của một người luôn dành tình cảm sâu đậm cho Real Madrid. Real Madrid không chỉ là một đội bóng mà là một ngôi nhà thứ hai, nơi anh đã giành mọi vinh quang, nơi anh đã trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Tôi đã giành mọi danh hiệu ở đó, từ Champions League đến các danh hiệu cá nhân cao quý. Đó là một niềm vui vô cùng lớn lao khi được thi đấu cho Real Madrid suốt 9 mùa giải, Ronaldo chia sẻ. Anh nhớ lại những ngày đầu tiên khi đến với Real Madrid với sự kỳ vọng và áp lực khổng lồ. Khi tôi đến Madrid, tôi là cầu thủ đắt giá nhất thế giới và điều đó mang theo rất nhiều áp lực. Nhưng tôi luôn tin vào bản thân mình. Tôi biết tôi sẽ làm tốt vì tôi đã là cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League và giành chiếc giày vàng ở Manchester United. Ronaldo nói, đó là sự tự tin và quyết tâm khiến anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của câu lạc bộ với 450 bàn thắng sau 438 trận đấu, một kỷ lục khó có ai có thể vượt qua được. Không chỉ dừng lại thành tích, Ronaldo còn nhấn mạnh rằng tình yêu với Real Madrid không chỉ đến từ những chiến thắng hay danh hiệu mà còn từ những giá trị vô hình mà đội bóng mang lại. Real Madrid là câu lạc bộ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, không chỉ vì những danh hiệu mà họ đã giành được, mà còn vì tinh thần và văn hóa của họ. Anh nói, anh nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt tại Santiago Bernabeu, nơi mà mỗi trận đấu đều là một trận chiến thực sự. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục ngàn người hâm mộ, Bernabeu có một năng lượng khác biệt. Thì các đội bóng lớn đến đây, dù họ có ghi bàn, nhưng áp lực từ khán giả và tinh thần của Real Madrid luôn làm họ gục ngã. Ronaldo chia sẻ, anh nói thêm rằng ở Real Madrid, mỗi cầu thủ đều hiểu rằng mình đang đại diện cho một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình. Đó là niềm tự hào, là danh dự và là tình yêu. Dù vậy, anh vẫn dành nhiều lời khen cho đội bóng cũ. Anh tin rằng Real Madrid vẫn sẽ là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới với đội hình tuyệt vời và những cầu thủ xuất sắc. Anh nhấn mạnh rằng cấu trúc của câu lạc bộ rất tốt. Họ có một huấn luyện viên tuyệt vời và một chủ tịch đã gắn bó nhiều năm. Tôi nghĩ sẽ không có nhiều vấn đề lớn cho Kylian Mbappe. Điều này cho thấy dù có sự bất định về tương lai, Ronaldo vẫn đặt niềm tin vào Real Madrid, nơi anh đã có những kỷ niệm đẹp và những thành công vượt bậc. Với Ronaldo, Real Madrid không chỉ là một giai đoạn trong sự nghiệp mà còn là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Những lời anh nói không chỉ là phốt mà là những tâm sự chân thành từ một huyền thoại của sân cỏ dành cho ngôi nhà mà anh đã và luôn coi là của mình.